xin kính chào bà con và các bạn. Sáng nay, ngày 21 tháng 5, báo Tuổi Trẻ đưa tin về chủ đề nóng, hiện nay nhiều người đang quan tâm, theo dõi với dòng tựa đề là tranh luận khán giả nuôi nghệ sĩ, đừng hiểu chữ nuôi một cách nhọc nhằn, nặng nề. Nói tiếp về những tranh cãi chuyện khán giả nuôi nghệ sĩ gây ồn ào thời gian qua, ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc sân khấu IDCAP, người có 38 năm ở vị trí nhà sản xuất, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. Thật ra tôi nghĩ chữ nuôi không có gì là xấu cả, chẳng qua là do cách nhìn, ứng xử của mình về chữ nuôi đó thôi. Mối quan hệ người bán người mua là quan hệ tồn tại hàng ngàn năm nay trong xã hội loài người. Và từ nuôi hiểu nôm na là bên A bên nuôi cung cấp phương tiện vật chất trên tinh thần cho bên B được nuôi hoạt động. Bên nuôi có nhu cầu và tự nguyện nuôi. Bên được nuôi cũng ứng xử cực kỳ tinh tế và văn hóa với người nuôi bằng nhiều hình thức. Chuyện người được nuôi mang ơn, tri ân người nuôi cực kỳ bình thường và là đạo lý đúng đắn ở đời, đặc biệt là với người Á Đông. Không dưng mà người ta có câu nói khách hàng là thượng đế. Chữ nuôi gây tranh cãi là do chúng ta hiểu về nó một cách nhọc nhằn, nặng nề và hơi ích kỷ. Với tôi trân trọng chữ nuôi. Nhờ nuôi và được nuôi mà chúng ta tồn tại, là động lực cho sự phát triển. Phóng viên lại hỏi, với vị trí là một nhà sản xuất, người làm bầu sân khấu trong 38 năm như ông, vai trò khán giả quan trọng như thế nào trong hoạt động nghệ thuật? Có một số nghệ sĩ nghĩ rằng tôi làm cho chương trình trên sân khấu đó là ông bầu trả tiền cho tôi chứ đâu phải khán giả. Điều đó là sai. Có lẽ họ không phải như tôi, chứng kiến từng khán giả xếp hàng để mua vé. Từ tiền vé của khán giả, bầu mới có tiền trả cho nghệ sĩ. Ai dám nói tôi không cần khán giả, xin mời bước vào câu lạc bộ không cần khán giả đi, sẽ biết đá biết vàng liền. Một trong những lý do mà sân khấu chúng tôi hoạt động được đến hôm nay là luôn tôn trọng khán giả. Tìm kiếm những gì hay, đáp ứng nhu cầu khán giả để phục vụ. Khi có những thắc mắc, phàn nàn từ khán giả, chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết nhanh theo hướng thuận lợi nhất cho khách hàng của mình. Nghệ sĩ đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng khán giả. Có những nghệ sĩ có tay nghề hoặc không có tay nghề, chỉ cần buông lỏng với những hành vi, lời nói sai trái thì sớm muộn sẽ mất hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, bị công chúng từ bỏ. Phóng viên hỏi, vẫn còn tình trạng một số nghệ sĩ khi có được tiếng tăm đã có những hành động, lời nói không đúng chuẩn mực, coi thường khán giả. Trả lời, với tình hình hoạt động nghệ thuật khá bát nháo thời gian qua, không ít nghệ sĩ chỉ qua một game show cũng có thể trở thành ngôi sao. Hào quang đến với họ quá nhanh và không trải qua những khó khăn, nhọc nhằn, rèn luyện với nghề nên họ trở nên tự mãn, không ý thức được những giá trị ảo, vì vậy họ cũng không biết trân trọng cái nghề, trân trọng khán giả. Nghệ sĩ đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng khán giả. Có những nghệ sĩ có tay nghề hoặc không có tay nghề, chỉ cần buông lỏng với những hành vi, lời nói sai trái thì sớm muộn sẽ mất hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, bị công chúng từ bỏ. Ông đã nói nhiều về sự trân trọng của nghệ sĩ trên nhà sản xuất nghệ thuật với khán giả. Thế nghệ sĩ như thế nào sẽ được khán giả trân trọng? Trong xã hội có nhiều thành phần, tùy theo gu, sở thích mà người ta sẽ có sự yêu mến với phong cách của từng nghệ sĩ. Theo tôi, nghệ sĩ muốn được khán giả trân trọng, bản thân họ phải có lòng tự trọng, biết trân trọng cái nghề của mình. Tại sao những bậc tiền bối như Nam Châu, Phùng Há, Bảy Nam, Kim Cương, khi bước ra sân khấu khán giả đều cảm thấy yêu quý và đến mấy chục năm sau vẫn còn yêu quý, nhắc nhớ. Vai diễn của họ, dù giàu sang hay nghèo khổ đều toát lên vẻ đẹp của những nhân vật. Có được điều đó là sự khổ công rèn luyện, sự cẩn trọng trong từng trang phục, nét diễn, lời thoại. Vượt ra khỏi khuôn khổ sàn diễn, khi đi ra ngoài đời họ cũng giữ sự chuẩn mực trong hành động, lời nói. Những nghệ sĩ đó khiến khán giả tôn trọng tài năng và nhân cách của họ. Còn một số nghệ sĩ không có lòng tự trọng, mượn tiếng để quảng cáo bậy bạ, sử dụng chiêu trò, phát ngôn hồ đồ, cẩu thả trong nghề nghiệp, để khán giả khinh thì ráng chịu. Theo báo Dân Trí ngày 20 tháng 5 đăng bài, khen thưởng tài xế đưa bé gái 2 tuổi lang thang lúc 1 giờ sáng về nhà. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip dài gần 4 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh tài xế bắt gặp cháu bé khoảng 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya. Người tài xế này sau đó đã tận tình gọi cửa từng nhà tìm người thân cho cháu bé. Sau khoảng 20 phút, có một người dân gần đó ra mở cửa và nhận ra cháu bé là con của một người trong xóm và người này dẫn anh Trường đến nhà, giao bé cho người mẹ. Khi phát hiện cháu bé một mình giữa đêm khuya tôi thấy rất nguy hiểm. Lương tâm tôi không cho phép bỏ cháu bé lại. Tôi không sợ bị dàn cảnh cướp mà chỉ sợ bị hiểu lầm là bắt cóc, anh Trường nói. Ngay trong chiều 20 tháng 5, xã Đoàn Cát Khánh, Ban Thường vụ huyện Đoàn Phù Cát đã có hình thức biểu dương kịp thời đối với anh Nguyễn Xuân Trường. Ủy ban Nhân dân huyện đang chờ báo cáo thành tích cụ thể để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xem xét khen thưởng. Bà Nguyễn Thị Tuyết cho hay, lược trích từ báo Dân Trí, bài của tác giả Doãn Công, bắt đối tượng hiếp dâm cháu ruột đến có thai.
Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tuất sinh năm 1970, trú xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là cháu HMV, sinh năm 2006, cũng là cháu ruột gọi Tuất bằng cậu. Cuối năm 2020, mẹ của cháu V qua đời nên cháu đã đến ở với gia đình Hoàng Văn Tuất để trông coi nhà cửa. Tuất đã nhiều lần khống chế hiếp dâm cháu V, đau đớn, tủi nhục nhưng cháu V không dám nói với ai vì sợ xấu hổ. Để tránh bị Tuất tiếp tục làm nhục, tháng 3 2021, cháu V đã đón xe vào ở với người thân ở tỉnh Gia Lai. Thấy cháu V có những biểu hiện bất thường nên người thân đã đưa đi khám và phát hiện cháu đang mang thai hơn 5 tháng. Sau khi nghe cháu V kể lại, ngày 14 tháng 3 năm 2021, người thân đã làm đơn tố cáo Hoàng Văn Tuất lên công an thị xã Ba Đồn. Tiếp nhận thông tin, công an thị xã Ba Đồn đã triệu tập Tuất để lấy lời khai. Tuất đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bài của tác giả Văn Tình. Chân thành cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm, xem và nghe bản tin hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các bản tin ngày mai.